Kính thưa quý vị, các thính giả thân mến, trước hết thì cho chúng tôi xin lỗi vì chưa có nói vấn đề là giải thích tại bí lục là gì, thực lục là gì. Vì sau đây xin bổ sung thêm phần chính. Tây Dương Gia Tô Bí Lục mà nguyên dẫn, lời dẫn nguyên cớ của sách Tây Dương Gia Tô Bí Lục. Các sách truyện ký của người Tây Dương có nhiều, chỉ chọn nêu lên 7 bộ quan trọng sau đây. Một, Bí Lục, tức là sách Gia Tô Bí Pháp, chỉ các tổng giám mục mới được đọc. 2. Thực Lục, tức là sách do môn đồ của Giê-xu ghi lại những điều tai nghe mắt thấy. 3. Ngoại Lục, ghi những lời vua tôi Tây Dương khoe khoang khoác lác để mê hoặc dân chúng. 4. Giảng Lục, soạn những lời dối trá lừa bịp. 5. Ngâm Lục, lược trích từ sách Thực Lục chia làm 15 đoạn ngâm, nay giáo dân vẫn dùng để tụng niệm. 6. Quốc Ký, ghi chép về vua tôi các đời của nước Tây Dương. 7. Nhất Thống, ghi về những nước bị Tây Dương thôn tính. Nay xin thâu góp ở các sách nước trên lược soạn thành một sách gọi chung là Bí Lục để tiện xem đọc. Đó là ý nghĩa của Tây Dương Bí Lục. Tiếp theo chúng tôi xin trình bày quyển thứ hai, Lên Khỏi Nước, Giê-xu đặt bày lắm thép, bị hỏi vặn, Giê-xu nguy khốn nhiều phen. Giê-xu muốn thay đổi hết phong tục trong nước, khiến cho chỉ một mình được độc tôn, bèn nghĩ ra lắp phép bịp để lừa người. Khi có ai vặn hỏi, Giê-xu đều khéo miệng trả lời, biến báo để xoa lấp sự dối trá. Trước hết Giê-xu thử làm phép nước thánh, múc một bình nước trong, đổ muối vào, đem cất kín chừng 10 ngày, rồi lấy ra bày trên bàn thờ Chúa Trời. Khi làm lễ, Giê-xu áp miệng vào bình lẩm bẩm, đọc lời cầu khấn, xin Chúa Trời ban phép cho để bình nước này diệt trừ ma quỷ. Sau đó Giê-xu bảo mọi người rằng, phàm những ai bị tà ma ám ảnh hoặc gặp tai nạn hỏa hoạn, lấy nước bình thánh này rải vào thì đều qua khỏi cả. Đó có người hỏi, nước gì mà hay như thế? Giê-xu đáp, đó là nhờ phép thần thông biến hóa, ví như trời mưa thì không đâu không khắp. Phép nước thánh bắt đầu như vậy. Chừng một năm sau, thấy người ta tin phép nước thánh, Giê-xu bèn dụ dỗ dân chúng bỏ lệ tế trời bằng các đồ tế thịt, chỉ dùng hương nến mà thôi. Người ta hỏi, làm sao biết Chúa Trời không hưởng đồ tế thịt? Giê-xu đáp, những thứ Chúa Trời đã cho phép chúng ta ăn đều là những vật nhỏ mọn. Đem những thức ăn nhỏ mọn ấy mà tế Chúa Trời là bất kính. Từ đó dân nước ấy bỏ không dùng thịt làm đồ tế Chúa Trời. Lại một năm sau, thấy người ta đã nghe lời bỏ việc dùng thịt tế Chúa Trời, Giê-xu lại muốn bỏ rốt việc thờ cúng quỷ thần, bèn gọi dân đạo đến bảo rằng, quỷ thần là kẻ có tội với Chúa Trời. Ngày xưa Chúa Trời gọi chính hạng thiên thần chia phiên chầu thiên đường, mỗi hạng có đến hơn vạn thiên thần. Năm ấy Chúa Trời thường vắng mặt ở triều. Vị thiên thần đệ nhất tên là Giuseppe, tự xưng là Chúa Trời. Các hạng thiên thần đều nghe theo cả. Chúa Trời nói rằng phạt đầy tất cả xuống địa ngục, bắt phải làm quỷ, khiến cho bọn ác kia biết tôn trọng Chúa Trời, rồi sau mới cho hưởng niềm vui trên thiên đường. Vì vậy lũ quỷ ác ấy đi khắp nơi trong thiên hạ, tìm trăm đường cám dỗ, khiến cho những ai trót nghe lời bọn chúng thì phải làm môn đồ cho chúng. Các ngươi nên bỏ hẳn tục thờ cúng quỷ thần đi. Mỗi người đều nghe theo. Từ đó dân nước ấy bỏ tục thờ cúng quỷ thần. Qua năm sau, thấy những kẻ ngu khờ đã tin lời bỏ thờ cúng quỷ thần, Giê-xu lại dọa rằng, trên trời có thiên đường để thưởng công, dưới đất có địa ngục để phạt tội, giữa lưng chừng có tòa phán xét. Tất cả những người thiện Chúa Trời sẽ cho lên thiên đường, kẻ ác thì Chúa Trời bắt đày xuống địa ngục. Những kẻ thiện ác không rõ lắm thì chờ tòa phán xét, không một hồn nào được về nhà nữa. Vì thế phải bỏ việc thờ cúng người chết,
Dân nước ấy bỏ tục thờ cúng người chết từ đó. Có người hỏi: làm sao biết được người chết không hưởng độ tế lễ? Giê-xu đáp: cứ xem người ta, khi nhỏ thì biết bú, lớn lên thì không bú nữa. Khi còn khỏe thì răng cứng gặm được xương, đến lúc tuổi già răng yếu thì không gặm được nữa. Do đó mà biết rằng người ta khi còn sống thì ăn, chết rồi thì không ăn được nữa. Những lời biện bạch lắc léo mê hoặc người ta như thế không biết bao nhiêu mà kể hết được. Đó là nguyên do của cái thuyết thiên đường, địa ngục và tòa phán xét. Qua năm sau nữa, Giê-xu thấy những kẻ ngu khờ đã nghe mình và bỏ việc thờ cúng tổ tiên ông bà. Giê-xu lại dọa rằng: phàm người chết ai cũng muốn chôn xác cho sâu. Các người đến đào huyệt sâu 6 thước để âm hồn được thỏa. Sau khi chôn rồi không được đào mộ lên nữa, như thế mới thật là chí hiếu. Từ đó có phép chôn sâu không cải táng. Đáp lại câu hỏi của dân chúng, Giê-xu nói: mồ mả cũng ví như chỗ cần kiên giấu của cha ông, lẽ nào lại muốn cho con cháu bới móc ra? Huống chi hài cốt lại có mùi hôi thối, mà đào lên tức là bất hiếu. Ta chỉ muốn lấy đạo hiếu dạy trời, không dám làm trái lại, dân chúng đều nghe theo. Qua năm sau, thấy những kẻ ngu khờ đã theo phép chôn sâu nhưng vẫn còn mặc đồ tang và khóc lóc thảm thiết, Giê-xu lại bảo rằng: người chết là kẻ được trời cho giải thoát khỏi nỗi khổ ở thế gian để lên chốn thiên đường vẻ quang. Vì vậy không nên khóc lóc làm cho âm hồn quyến luyến không nỡ dứt bỏ cõi khổ để lên chỗ vẻ quang. Từ nay về sau, khi có người chết thì các ngươi nên cùng nhau tụ họp đọc kinh cầu nguyện Chúa Trời, như thế mới là chí hiếu. Bèn bỏ thủ tục khóc người chết và tục chôn tạm. Từ đó dân nước ấy khi chết không có người khóc, người chôn tạm nữa. Lại một năm sau, thấy những kẻ ngu khờ đã nghe mình và mà bỏ tục khóc người chết, Giê-xu lại bảo rằng: người chết được Chúa Trời cho thoát khỏi mọi nỗi khổ cực ở thế gian. Thể xác chôn vùi sâu, vùi cùng đất đen, chôn ở đâu mà chẳng được. Cần gì phải lựa chọn phương hướng sống chết khác nhau, ví như cái rễ khô há lại có ít hơn cái rễ sống chăng? Bèn bỏ tục chọn đất đặt mồ mả. Dân nước ấy bỏ tục xem đất đặt huyệt từ đó. Về phép xem thiên văn, Giê-xu loè bịp người ta rằng: Chúa Trời sinh ra mặt trời để tỏa ánh sáng, tiện cho ta làm việc, sinh ra mặt trăng để làm dịu mát cho ta, ban đêm cho ta được nghỉ ngơi, ấy đều là hậu ý của Chúa Trời cả. Mưa to gió lớn cũng là do Chúa làm ra để trừng phạt loài người. Năm tháng ngày giờ là những hạn độ thời gian mà người chưa đặc biệt định ra để cho tiện nghi ghi nhận. Nguyên từ thời thời thượng cổ chưa chi ra năm tháng định ngày tốt ngày xấu mà vẫn sinh sôi nảy nở phồn vinh, không vì thế mà tôn giảm. Có người hỏi: do đâu mà có các ngôi sao trên trời? Giê-xu đáp: ấy là cái diệu lý của Chúa Trời, nhân gian không thể biết được. Từ đó lại bỏ việc xem thiên văn. Lại một năm nữa, thấy dân chúng đã theo tục không khóc người chết, Giê-xu mừng thầm bảo các môn đồ rằng: thế là dân đã chịu tin, đạo ta bắt đầu được thi hành rồi để vậy. Giê-xu bèn đặt ra phép rửa tội, loè bịp mọi người rằng: khi mới tạo thiên lập địa chưa có loài người, Chúa Trời bèn lấy đất sét bắt thành một hình người đàn ông, bẻ cành cây làm xương, lại lấy đất bắt một hình người đàn bà, bẻ một đoạn que sữa thừa ở xương sườn người đàn ông phụ thêm vào. Hai hình người đã bắt xong, Chúa Trời bèn truyền linh hồn vào. Thế là hai hình đất kia bắt đầu chuyển động thành người. Người đàn ông là Adam và người đàn bà là Eva. Rồi Chúa Trời cho phép hai người phối hợp với nhau thành vợ chồng. Từ đó Adam và Eva sinh ra không biết bao nhiêu là con trai, con gái. Chúa Trời đặc biệt yêu quý vợ chồng Adam, chẳng sót thứ gì, không ban cho, vì có thứ quả gọi là quả cấm thì không cho đụng tới. Bây giờ có một con quỷ dữ ghen ghét vợ chồng Adam được Chúa Trời yêu quý, gấp tâm vu cáo cho hai người. Nhân khi Eva đi qua cây cấm, bọn quỷ hái trộm quả cấm mà ăn và dụ dỗ Eva rằng:
thứ quả này ngọt lắm. Bà Eva cắn vụng một miếng, rồi còn nửa quả đem về cho chồng. Adam sợ phép Chúa Trời, không dám ăn. Eva nài mời mãi Adam mới cắn một miếng, nhưng vừa nuốt đến cổ thì hối, bèn bắp tay chặn cổ để khạc nhỏ ra. Vừa lúc ấy Chúa Trời biết chuyện, đầy vợ chồng Adam xuống địa ngục, bắt mãi mãi phải chịu tội lỗi cực khổ. Từ đó người ta sinh ra đã phải mang tội tổ tông. Nay ta phải lấy nước mà rửa sạch tội lỗi ấy đi. Rồi đó Giê-xu bảo người ta khi đẻ con ra thì lấy nước vẩy lên đỉnh thóp và nói: ta rửa tội cho mày nhân danh Cha và Con và Phi-rô-tô Santo. Miếng khấn nhẩm một đoạn rồi đến quỳ lạy trước bàn thờ Chúa Trời, lễ xong thì nói: vậy là rửa sạch tội tổ tông. Từ đây về sau nếu làm điều ác là mày gây nên tội. Có người hỏi về việc Chúa Trời lấy đất vắt nên người. Giê-xu đáp: cái quý báu đối với Chúa Trời là linh hồn, cho nên sau khi người ta chết, linh hồn không mất, còn thể xác thì nát rửa thành đất. Các người há chẳng thấy ngày nay xương sườn của đàn ông chỉ có 29 chiếc mà của đàn bà thì đủ 30 chiếc đó sao? Người ta lại hỏi rằng Adam nuốt cả quả cấm là căn cứ vào sách nào? Giê-xu đáp: cứ xem ngay ở cổ họng đàn ông có cục xương trồi ra, mà ở đàn bà thì không có. Giê-xu khéo viện dẫn những chứng cứ như thế, cho nên những kẻ ngu khờ lại càng thêm tin. Lại qua năm sau nữa, thấy người ta đã in tin chép, đã tin phép rửa tội, Giê-xu lại đặt ra phép giải tội, lừa phỉnh dân chúng rằng tội tổ tông đã có phép rửa, còn tội lỗi do mình gây ra thì phải dùng phép giải tội. Phép Chúa Trời rất nghiêm khắc nhưng cũng rất khoan dung. Những ai biết thú nhận tội lỗi đã phạm thì phải đều được Chúa Trời tha thứ mà cũng được xóa tội trong sổ ghi của quỷ. Rồi Giê-xu vào ngồi trong buồng kín ngăn cách với bên ngoài bằng một mà cửa sổ bí mật, bảo đàn ông đàn bà lần lượt vào quỳ trước cửa sổ ấy, khẽ tiếng kể lại những lầm lỗi phạm phải trong đời. Nhất nhất phải nói đúng sự thật, không được giấu giếm. Xưng tội xong thì gục đầu ngoài cửa sổ mà kêu khóc, tự đấm vào ngực mình để tỏ ý ăn năn hối lỗi. Giê-xu ngồi trong buồng kia mà khấn nhẩm rồi nói: con đã được xóa tội. Từ đó Giê-xu bảo dân đạo: người giàu nên 3 tháng xưng tội một lần, người nghèo thì 1 năm một lần cũng được. Có người hỏi: đã có tội thì làm sao mà giải được? Giê-xu đáp: Chúa Trời đối với con người ta cũng như cha mẹ đối với con cái. Con cái đã thú tội, cha mẹ lẽ nào lại không thương? Qua năm sau thấy người ta tin phép xưng tội giải tội, nhưng vẫn lo còn có kẻ nghi ngờ, phải nghĩ cách trấn áp tâm lý họ. Giê-xu bèn đặt ra phép rượu thánh, bánh thánh. Rượu thì lấy quả nho ép ra nước, đựng vào chén thủy tinh, gọi là chén Kalisa, có chân đế cao 1 thước. Bánh thánh thì làm bằng một bột mì, hình dáng như chiếc bánh bẻ. Thứ bột thật trắng và mịn bỏ vào lò sấy khô, khi ăn vào miệng là tan ngay. Lấy kéo cắt vải miếng tròn như miệng chén, còn mấy chục miếng khác thì nhỏ vừa bằng đồng tiền, bỏ cả vào một chiếc chén bạc. Khi làm lễ, Giê-xu tay nâng chén rượu ngẩng mặt lên trời khấn nhẩm, rồi cầm lấy chén bánh, hai tay ốp sát thành chén, cúi đầu áp miệng mà khấn nhẩm. Khấn xong, trước hết Giê-xu giơ chén rượu thánh lên trước bàn thờ Chúa, bàn Chúa Trời. Môn đồ lắc chuông tay làm hiệu cho mọi người quỳ lạy. Giê-xu giơ lên hạ xuống mấy lần rồi ngửa cổ uống hết chén rượu. Sau đó Giê-xu dùng ngón cái và ngón trỏ nhón chiếc bánh tròn to nhất giơ lên. Môn đồ lại nhắc chuông ra hiệu cho mọi người quỳ lạy như trước. 4-5 thiếu nữ được chọn đứng dưới bàn thờ ngân giọng hát rằng: con kính lạy mình bằng Thánh Chúa. Ngâm hát như thế 3 lần, Giê-xu ngẩng đầu bẻ bánh mà nuốt, xong lại đứng ngay ngắn. Một lát sau Giê-xu cầm chiếc bánh giơ lên nghi lễ cũng như trước. Rồi đó Giê-xu bảo những người xưng tội bước lên quỳ một hàng ngang.
Hai môn đồ giăng một tấm vải trắng ra phía trước, mọi người giơ tay đỡ, còn hai đầu thì do hai môn đồ đứng cầm. Bây giờ Giêsu đi bỏ bánh vào miệng cho từng người, bảo phải nuốt chửng, không được nhai. Ai nhai bánh là phạm tội, phải đày xuống hỏa ngục. Giải quyết bảo mọi người rằng: Bánh thánh đã vào lòng dạ các ngươi, từ nay lòng dạ các ngươi được sáng láng. Tiếp đó lại ra hiệu cho các thiếu nữ đọc rằng: Lạy ơn Đức Chúa Trời cao cả, từ nay đã soi tỏ ngôi nhà linh hồn con. Lễ xong, Giêsu lại bước lên bệ đứng chính vị. Những kẻ ngu khờ thấy thế lại càng tin là mình đã được miễn tội. Phép rượu thánh, bánh thánh bắt đầu có từ đó. Qua năm sau, thấy lòng người đã tin phép thánh bánh rượu, rượu thánh, Giêsu lại đặt ra phép sức dầu cho người ốm và người chết, dọa dân chúng rằng: Phàm những ai ốm nặng đều cần phải ghi dấu trên mình, để sau khi chết Chúa Trời tiện nhận dấu vết mà cho lên thiên đường. Những ai không có dấu thì phải đày xuống địa ngục làm mồi cho quỷ ăn. Thế là nhà nào có người ốm nặng, con cháu đều phải mời Giêsu đến làm lễ xưng tội một lần cuối cùng. Giêsu an ủi rằng: Mọi sự trên thế gian này đều như giấc mộng trong chớp mắt, xưa nay đều thế cả, chẳng nên luyến tiếc làm chi. Giêsu bỏ bánh thánh vào miệng cho người ốm, rồi bí mật lấy bao bạc hà hòa với dầu bôi lên trán người ốm một vết, ngực và mỏ ác đều một vết. Mỗi lần bôi điểm như thế đều chỉ rõ làm phép. Sau cùng, Giêsu nhìn người ốm mà khấn nhẩm rồi ra về. Khi người ốm đã chết, Giêsu quay chiếu xung quanh tử thi, bảo con cháu người chết quỳ lại ở ngoài cầu nguyện Chúa Trời. Trong khi đó, Giêsu vào trong chiếu đi vòng quanh tử thi ba lần, chỉ rõ làm dấu trên mặt, chân và tay người chết. Rồi đó Giêsu bảo con cháu mở chiếu ra làm lễ đọc kinh nhập liễm. Nếu có người chết bất thình lình không kịp mời Giêsu đến làm phép xưng tội, thì khi tới nơi, Giêsu chỉ khấn nhẩm một lần rồi cũng bảo quay chiếu sức dầu thánh, chỉ bỏ phép cho ăn bánh thánh mà thôi. Từ đó có phép sức dầu cho người ốm. Được một năm, thấy người ta đã tin phép sức dầu thánh cho người ốm, Giêsu lại đặt thêm phép chuộc tội, tùy theo tội lỗi của từng người nặng hay nhẹ mà định mức độ nhiều hay ít. Giêsu bảo: Đã xưng tội thì phải thật tâm, phải tự đấm vào ngực cho đau thì Chúa Trời mới tha tội. Cho nên mới coi là lỗi tại tôi mỗi đàn, rồi đấm ngực, gọi là dân đấm ngực đấy. Tội nặng hơn thì phải đọc kinh hết hai lần con niệm để chuộc tội. Nặng hơn nữa thì phải đọc kinh từ 3 đến 7 lần. Kẻ nào phạm vào tội bội nghịch thì phải cáo lỗi với quỷ ở âm phủ bằng cách quỳ rạp xuống đất, thè lưỡi liếm đất 3 lần hoặc 4 lần. Sau vài tháng, Giêsu gọi những người phạm tội phải liếm đất tới không phân biệt đàn ông, đàn bà, đuổi hết những người xung quanh rồi hỏi từng người: Việc liếm đất thế nào rồi? Ai nấy đều trả lời: Đã liếm rồi. Giêsu mừng thầm, cười mà bảo riêng các môn đồ rằng: Bảo liếm đất mà bọn họ cũng làm thì chẳng còn việc gì mà họ không theo. Kinh khủng chưa? Rồi đó, Giêsu đặt ra phép chuộc tội bằng tiền. Mỗi người nhiều ít tùy mức độ nặng nhẹ như đã định trước. Kẻ 5 đồng, kẻ 10 đồng, cũng có người phải nộp một nén bạc. Tiền đó giao cho một chức sắc cẩn thận, thật thà, cất giữ, bảo rằng đó là tiền để dùng chung vào việc thờ phượng Chúa Trời. Lại rõ rằng kẻ nào dám ăn cắp tiền ấy, dù chỉ một đồng, sau khi chết Chúa Trời sẽ bắt trị trọng tội liền 40 ngày. Ai nấy đều sợ hãi, cho nên số tiền ấy được giữ gìn rất nghiêm. Ấy việc Giêsu lừa dối người ta để lấy tiền bắt đầu từ đó. Qua năm sau, thấy người ta đã tin phép nộp tiền chuộc tội, Giêsu lập mưu chiếm đoạt tiền của để dùng riêng, bèn dọa rằng: Linh hồn ông bà tổ tiên các ngươi hiện vẫn còn đợi ở tòa phán xét, chưa thoát ra được cõi âm. Ta có thể giúp cho ông bà tổ tiên các ngươi được lên thiên đường. Các người nghĩ sao? Nghe vậy, ai nấy đều lấy làm mừng, đáp rằng: Xin vâng lời thầy. Giêsu bèn cho cầm cắm nhiều thập giá khắp bốn phía bên trong nhà thờ.
trên rộng dưới hẹp thành nhiều tầng nối nhau, gọi đó là những phần mộ. Xung quanh mỗi phần, mỗi tầng mộ đều cấm đến. Sau khi giơ bánh thánh lạy Chúa Trời, Giê-xu đi khắp một vòng, lần lượt khắp thắp nến ở các tầng mộ, rồi đó giải quyết cùng một môn đồ bỏ bột nhũ hương vào đỉnh đồng châm lửa đốt, tiếp đó đi vòng rắc hương lên các ngôi mộ. Sau khi Giê-xu đi hết một vòng từ trên xuống dưới thì có hiệu truyền cho các thiếu nữ đồng trinh có mặt trong cuộc lễ đồng thanh đọc lời cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha thành thánh, Cha dựng nước lâm cách, ý Cha được thừa hành ở dưới đất cũng như ở trên trời vậy. Chúng con mong Cha rầy cho chúng con đủ miếng ăn hàng ngày và miễn tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho người có nợ chúng con. Lại giữ được chúng con khỏi xa cám dỗ và cứu chúng con ra khỏi chốn hung ác. Amen. Mỗi lần cầu nguyện xong lại đi quanh ba vòng, Giê-xu nhìn khắp các tầng mộ rồi hướng về phía bàn thờ Chúa Trời khấn nhẩm hồi lâu. Lại đi tiếp ba vòng khác, hết lượt các trinh nữ lại đọc lời cầu nguyện như trên. Một môn đồ đứng bên cạnh đọc bài văn cầu hồn, lời lẽ bi ai thống thiết, khiến cho họ hàng người chết ngã ngào cảm thương, ném tiền vào như mưa. Tiền ấy gọi là tiền lễ mộ. Lễ xong, Giê-xu bảo họ hàng người chết rằng: Ta vì các ngươi cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên ông bà các ngươi được lên thiên đường. Các ngươi cũng vì tổ tiên mà cúng tiền cho ta. Nếu không thì các ngươi là kẻ bất hiếu. Thế là cứ đi một vòng lại thu được một quan. Những kẻ ngu khờ thương tiếc tổ tiên ông bà, nay mừng vì linh hồn tổ tiên ông bà được lên thiên đường, chẳng ai lại không chịu bỏ tiền ra. Cứ như thế, ở mỗi làng Giê-xu đều thu được bạc trăm. Lễ mộ bắt đầu có từ đó. Lại qua năm sau, thấy người ta đã tin phép nộp tiền làm lễ mộ, Giê-xu lại nghĩ cách để kiếm cho được nhiều tiền hơn của những người nhà giàu có. Bèn phỉnh họ rằng: Tổ tiên ông bà các ngươi ăn ở phúc đức nên Chúa Trời mới cho các ngươi giàu có. Sao các ngươi không nghĩ báo đáp ơn đức ấy? Nhà phú hào có người hỏi lại: Tôi nghe thầy nói người chết rồi thì linh hồn không trở về nhà nữa, vậy biết báo đáp thế nào? Giê-xu liền ác đi mà nói: Đúng là hồn không về nữa, nhưng ta có phép cầu nguyện gọi là lễ Misa, muốn cho ai cũng đều được. Người nhà giàu hỏi: Có lẽ cũng như lễ mộ chăng? Giê-xu đáp: Đâu phải thế, lễ mộ là lễ nhỏ, làm sao mà sánh được. Thấy họ đã chịu tin, Giê-xu mới bảo: Các ngươi muốn báo đáp công ơn tổ tiên ông bà thì lễ phải hậu hơn. Người nghèo như thế mới là hiếu kính. Có thể chung nhau 3-4 người cùng làm một lễ cũng được. Thấy đám nhà giàu do dự, Giê-xu bèn gọi các bà vợ của họ đến, chê trách họ không biết báo hiếu cho thiên linh. Các bà vợ cả tin, nhớ kỹ lời khuyên của Giê-xu, rồi về nhà thúc giục chồng con phải lo việc báo hiếu. Vì thế chẳng ai là không nghe theo. Từ đó Giê-xu đặt ra nghi thức lễ phục sang trọng hay bình thường tùy theo từng cuộc lễ. Trong lễ Misa, về nghi thức đèn đến thì có thêm mâm hương để phân biệt với lễ mộ. Lại mời họ đạo các làng đến giúp đọc kinh. Đám nhà giàu vì thế lấy làm hãnh diện vẻ vang lắm. Xong lễ, cứ mỗi hồn phải nộp 5 quan, thêm tiền đèn đến 3 quan nữa. Trong một năm, cứ mỗi làng Giê-xu thu được của đám nhà giàu ít nhất cũng được 50 quan. Từ đó bắt đầu có lễ Misa. Có người phàn nàn với Giê-xu rằng: Chỉ thấy thầy đọc nguyên danh Cha thành thánh với những là tha nợ, chứ có mắc nhắc nhở gì đến linh hồn ông bà chúng tôi đâu, sao lại lắm tiền thế? Giê-xu đành phải chống chế rằng: Tất phải tuyên sướng ơn Đức Chúa Trời rồi sao mới có thể cầu nguyện cho âm hồn được. Cũng ví như vào cửa quan thì phải thác ra một cớ gì rồi sao mới có thể kêu xin việc oan riêng của mình. Còn như cầu mặc những gì ta thì ta đã nói hết rồi, người nhà giàu cũng tin là đúng. Giê-xu còn muốn lấy nhiều tiền hơn nữa của các nhà giàu, bèn lập mưu nói rằng: Lễ Misa chỉ để cầu truy cho hồn cũ,
lên cho được thiên đường cũng còn chậm. Nếu cầu cho người mới chết lên tác dụng được mau hơn, người ta hỏi lại lời ấy thế nào? Giê-xu đáp: kẻ làm con có lòng hiếu thì không nên tiếc của, làm việc hiếu mà tiếc của thì Chúa Trời không dung. Mọi người nghe nói thế đều lấy làm sợ. Giê-xu lại nói: nếu các ngươi làm lễ cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên mau lên thiên đường, thì tổ tiên sẽ cầu xin Chúa cho các ngươi càng được thêm phúc đức. Dân đạo đều lấy làm vui, xin nghe lời chỉ giáo Giê-xu nói: lễ này mỗi ngày phải 20 quan, muốn làm bao nhiêu ngày thì nộp bấy nhiêu lần tiền. Mọi người hỏi lễ ấy là lễ gì? Giê-xu đáp: đó là lễ quy lăng. Thế là từ đó mỗi khi có người nhà giàu nào chết, Giê-xu đều sai môn đồ đến thúc giục con cháu nhà ấy đành phải đi mời. Giê-xu gửi giấy báo cho dân đạo biết ngày làm lễ, ai đến thì được phúc lành, được Chúa Trời thưởng công. Tới ngày làm lễ quy lăng, Giê-xu đến nhà người chết cho lập bàn thờ, quay trướng mộ như đã nói ở trước. Chỉ khác một điều là trên thi hài người chết thắp 5 ngọn nến ở 5 phương. Giê-xu mặc y phục đại lễ làm phép chầu Chúa Trời rồi đi đọc kinh xung quanh trước mộ, đọc xong lại đi quanh thi hài 3 vòng, sai môn đồ đọc kinh cầu nguyện xin Chúa Trời cho người chết được lên thiên đường. Giê-xu lẩm nhẩm cầu khẩn, giơ tay bắt quyết 4 phía rồi tuyên bố lễ xong. Sau đó tăng chủ đem tiền đến nộp như đã định trước. Lễ quy lăng đã xong, Giê-xu bảo tăng chủ rằng: người thân của nhà ta là bậc phú quý, chẳng lẽ lại đem ra chôn ngoài đồng như các nhà thường dân? Người nên xin làng cho mai táng ngay trong nhà thờ, như thế mới thật là đắc phúc. Tăng chủ xin với làng, làng bảo là không được, bèn đến hỏi Giê-xu. Giê-xu nói ấy là việc phúc tốt nhất cho người ta, nhưng bảo phải nộp tiền lễ phí để bỏ vào quỹ chung của nhà thờ. Dân làng nói: nhờ thầy định cho mức lễ phí bao nhiêu? Giê-xu đáp: chôn ngay trong điện thì phải 30 quan, chôn bên ngoài thì tùy chỗ gần hay chỗ xa mà chăm trước. Dân làng nghe theo lời Giê-xu, thế là đám nhà giàu lấy làm tin, lại nạp lễ phí điện táng để lấy tiền chi tiêu việc chung trong làng. Từ đó bắt đầu có lễ điện táng. Được một năm, thấy dân chúng đã tin theo các lễ misa, quy lăng, điện táng, Giê-xu lại loè phỉnh rằng: người chết có phép của người chết, người sống cũng có phép của người sống. Vợ chồng lấy nhau là do Chúa Trời định trước. Cho sinh con đẻ cái để ngày sau có nhiều người cùng lên thiên đường làm bạn với Chúa. Ta có một phép gọi là matrimonio. Sau khi trình với Chúa Trời, vấn đề được chung sống đến già, sinh con đẻ cháu đông đúc. Rồi đó Giê-xu đặt lệ, hễ trai gái lấy nhau thì trước ngày đón dâu, con trai phải đến nhà thờ xưng tội để được nghe lời răn kín. Con gái cũng phải làm như thế. Ngày hôm sau đến lễ nhà thờ, cô dâu chú rể đều được ăn bánh thánh. Hôm sau nữa mới làm lễ cưới. Cha mẹ dẫn con trai, con dâu ra quỳ lạy trước bàn thờ Chúa Trời. Giê-xu hỏi: bên nam tên là? Muốn lấy bên nữ tên là? Làm vợ hai người có thuận chung sống trọn đời hay không? Chú rể đáp: bẩm thầy có à. Giê-xu lại hỏi cô dâu, cô dâu cũng trả lời như vậy. Tiếp đó Giê-xu bảo chú rể giơ bàn tay trái lên úp trên bàn tay của cô dâu, rồi rảy nước thánh lên tay hai người. Tiếp theo là nghi thức trao tặng nhẫn cưới. Giê-xu cầm nhẫn theo đeo vào ngón tay cho chú rể, rồi bảo chú rể đeo vào cho cô dâu. Một môn đồ đội bức thư quỳ bên cạnh, Giê-xu trông vào đó mà đọc. Đại khái cũng là những lời cầu phúc chúc thọ mà thôi. Lễ xong, gia chủ quỳ mức tùy mức giàu nghèo đem biếu tiền lễ cho Giê-xu, thưởng cho cả môn đồ đội thư nữa, nhiều ít tùy ý. Xong lễ, hai người đưa nhau về nhà. Đó là phép tiểu hôn lễ. Nếu là lễ cưới của con cái nhà giàu, Giê-xu phỉnh cha mẹ họ rằng: nhà ta là hạng có vai vế, chẳng lẽ lại tiếc con cái không cho chúng được làm lễ đại lễ matrimonio? Nhà giàu đua danh, nghe nói thế lấy làm mừng,
Giê-xu lại bảo làm lễ xưng tội ăn bánh thánh như đã nói trên. Trước khi làm lễ một ngày, Giê-xu sai môn đồ đi bảo cho mọi người biết đến ngày nào mời đến nhà thờ làm lễ cưới cho đôi trai gái nào. Đến hôm ấy, người đàn ông đàn bà hội họp đông đủ, nghi thức cũng như đã nói ở trên. Chỉ khác là thầy trò Giê-xu mặc áo lễ màu sắc rực rỡ, người môn đồ đội như hát một bài. Đội thư hát một bài ấy là để phân biệt với lễ cưới của nhà nghèo. Lễ xong, theo lệ, cả nhà trai và nhà gái mỗi bên đem 5 quan tiền ra tặng Giê-xu. Người đội thư và người lĩnh sướng được nhận 5 quan chung nhau. Giê-xu bảo gia chủ rằng nếu có hảo tâm thì không câu nệ theo số ấy. Gia chủ muốn tỏ ra cao thượng, thường biếu tiền nhiều hơn định lệ. Với cách làm phép cưới như thế, trong một năm Giê-xu thu được ở làng lớn không dưới 100 quan, làng nhỏ ít nhất cũng được 50 quan. Đó là phép đại hôn lễ. Từ đó bắt đầu có hôn lễ matrimonio. Nếu có đôi trai gái nào ưng ý nhau, Giê-xu lựa lúc vắng người bảo họ nói thật cho biết. Sau đó Giê-xu chẳng kể gì đẳng cấp sang hèn, tộc thuộc thân sơ của đôi bên trai gái, cứ gọi cha mẹ họ đến để thu xếp tắc thành. Nếu cha mẹ họ không ưng thuận, Giê-xu nói giận không cho làm lễ xưng tội nữa. Cha mẹ sợ không được làm lễ xưng tội thì sau khi chết linh hồn bị đày xuống địa ngục, nên cũng đành phải nghe theo. Từ đó người bên đạo lấy nhau không phân biệt huyết thống. Một năm sau, dân đạo đã chịu phép cưới matrimonio. Những người lấy vợ lẽ cũng đến xin Giê-xu làm lễ cưới. Giê-xu muốn đặt phép một vợ một chồng, nhưng vợ người ta khó tin theo, bèn nghĩ cách nói trước rằng hôn lễ chỉ được làm khi cưới vợ cả, còn đối với vợ lẽ thì dẫu là người thứ mấy cũng không được làm lễ cưới nữa. Mọi người cũng lấy làm tin. Hễ đi đến đâu, Giê-xu cũng nói xin làm thân con gái mà đi lấy lễ, không được làm lễ cưới thì thật là xấu hổ. Người đàn bà con gái sợ xấu hổ không chịu làm vợ lẽ nữa. Nghe ngóng thấy dân chúng đã thuận, Giê-xu lại dọa rằng Chúa Trời sinh ra đàn ông đàn bà bằng nhau, một nam và một nữ, vừa là đủ số. Từ đời thượng cổ, Chúa cũng chỉ cho ông Adam lấy một bà Eva. Nay có người lấy hai vợ, thế là không đúng bản ý của Chúa Trời. Ta thấy được địa ngục, phàm những ai lấy hai vợ đều bị quỷ cưa người ra làm đôi. Vì vậy đừng lấy hai vợ là hơn. Mọi người cả sợ, chẳng ai dám trả lời. Phép hôn thú một vợ một chồng bắt đầu có từ đó. Mỗi khi đặt ra một phép bịp nào, Giê-xu đều nghĩ sẵn các sách biện bạch quỷ quyệt để giải thích. Cho nên khi có nhiều câu hỏi thì lời lẽ Giê-xu đối đáp như vang, ít bị lúng túng. Những kẻ ngu khờ lại càng khen Giê-xu là người thông minh sáng suốt. Khi mọi người đã thuận theo phép cưới matrimonio và tục một vợ một chồng, Giê-xu nói một lần đã trình với Chúa rồi, suốt đời không được thay đổi nữa. Kẻ nào làm trái thì bị trừng phạt đầy xuống địa ngục. Mọi người tranh nhau nói nghiêm khắc quá như thế thì bao nhiêu người góa vợ góa chồng khi còn ít tuổi biết nương tựa vào đâu, ắt lại sinh ra nhiều chuyện bậy bạ. Giê-xu đáp Chúa Trời đặt ra phép tắc rất nghiêm mà cũng có chỗ khoan nới, đã có phép xử trí riêng. Người ta hỏi phép xử trí riêng như thế nào, Giê-xu đáp kẻ nào đã trót làm bậy thì cứ thú thật với ta, rồi ta đem nhau đến ý kiến ta ở nhà riêng, ta sẽ trình với Chúa Trời cho. Sau khi chết đã có ta làm chứng. Mọi người nghe nói cả mừng. Bấy giờ có người hỏi nếu như thế thì những ai trước đây đã trót lấy hai vợ đều bị đày xuống hỏa ngục cả hay sao? Nếu quả thế thì ta cứ làm phứa đi cho đã đời. Giê-xu liền đáp trước đây chưa biết thì Chúa tha cho hết. Từ nay về sau đã biết phép rồi mà vẫn cố tình phạm thì Chúa không dung. Bấy giờ dân chúng mới yên tâm. Từ đó đã có lễ matrimonio, lại có thêm phép rửa phép riêng nữa. Xét sách ngoại lục chép rằng bấy giờ trong đám dân đạo có đứa trẻ chừng 14 tuổi
tên là Naco, đứng bên cạnh cười nói rằng: Thầy có cách cầu nguyện Chúa Trời cho loài người được trường thọ, thì làm người làm gì có ai phải góa vợ chồng mà còn phải đặt ra phép riêng nữa. Giê-xu quắc mắt mắng rằng: Sống chết là do ý kiến của Chúa Trời, ta biết cả, nhưng vì sự phép Chúa không nói ra mà thôi. Sao mi lại dám bắt bẻ, thật là sắc ngạo. Người xung quanh đều tôn sợ Giê-xu, thấy vậy bèn đuổi thằng bé đi chỗ khác. Từ đó Giê-xu lấy làm ghét đứa bé thông minh sắc sảo ấy, gọi cha mẹ nó đến mà dọa rằng: Hình phạt dưới địa ngục, hễ kẻ nào sắc ngạo thì bị cắt lưỡi. Nhà ngươi xin phải đứa con hư, ngày sau xuống địa ngục, vợ chồng người bắt bị trừng phạt vì tội không chịu dạy dỗ con cái. Thế là cha mẹ thằng bé Naco không dám thưa hỏi gì nữa. Lại có người thân hào là Sari và Anno vốn không tin những lời thuyết giáo của Giê-xu, nhưng vì muốn lợi dụng cái tài chữa bệnh nên mới phải làm thân với y. Một hôm Sari ngồi với đối diện với Giê-xu, nhẫn nha bảo rằng: Thầy nói thức ăn hoa quả là những vật nhỏ mọn không thể đem lễ vật tế trời, thế thì bánh rượu, đèn nến, màn trướng há chẳng là vật nhỏ mọn là gì, sao thầy vẫn dùng? Anno cũng nói: Thể xác người ta do chất đất tạo thành, là thứ hèn kém, vậy thì khi sống phải mặc quần áo làm gì, khi chết cũng cần gì phải khâm liệm, mà trộm cướp tà dâm làm hại cái thể xác chất đất ấy thì có gì đáng tội? Thầy bảo không thờ cúng người chết, thế thì sau khi thầy chết cũng chẳng ai thờ cúng thầy. Thầy lại nói người chết phải chôn cho sâu, thế là còn quý nó, chi bằng cứ quẳng đi cho mặt nó hồi thổi. Cứ như ý tôi thì những lời thầy nói đó chỉ cốt lừa dối người ta, chẳng được câu nào đáng nghe. Giê-xu chịu cứng không đáp lại được. Biết làng ấy có hai người tài giỏi, Giê-xu bèn bỏ không đến truyền đạo nữa. Về sau thằng bé Naco bị ốm, Giê-xu đến chữa bệnh không khỏi, nói với mọi người rằng nó phạm tội sắc ngạo với bề trên thì tránh sao khỏi chết non. 4 năm sau, Sari và Anno kẻ trước người sau qua đời. Giê-xu càng thêm đắc ý, bảo dân làng rằng không tin Chúa Trời thì tai họa liền ngay trước mắt. Từ đó mỗi khi có người quyền hào nào chết, Giê-xu đều nhắc lại câu nói đó để người ta kinh sợ, càng kiên lòng theo đạo của mình. Ngày nay thì Đinh Hữu Thoại và Nguyễn Ngọc Nam Phong thấy ai mà đánh phá Công giáo hoặc là nói ra sự thật Công giáo thì họ cũng cầu mong cho chết sớm như thế. Và hễ mà nếu mà có lỡ chết giống như giáo sư Trần Trung Ngọc đã chết vì tuổi già, chứ không phải là chết vì Chúa Trời hành, thì nó cũng nó đắc ý, họ cho rằng là Chúa Trời phạt hoặc là có người ám hại. Thì ngày nay cái bọn đó thực hành theo cái lời dạy của Giê-xu ngày trước đã để lại đến ngày hôm nay. Từ đó mỗi khi có người quyền hành nào chết, Giê-xu đều nhắc lại câu nói đó để người ta kinh sợ, càng kiên lòng theo đạo của mình. Đấy. Con cái của hai người thân hào kia nghe lời đồn đại như vậy, bèn kéo đến hỏi Giê-xu: Nhà ngươi đó thể xác chẳng có gì đáng quý, mà chết tức là được thoát khỏi mọi cực khổ ở thế gian, thế thì chết là một sự vui vẻ đắc phúc, nay sao ngươi lại nói chết là tai họa? Lời nói của ngươi chẳng khác gì lỗ gỗ. Từ năm 18 tuổi đến bây giờ, Giê-xu đi giảng đạo khắp nơi, dẫn đặt lời gian phép biệp để mê hoặc lòng người, lại thi thố nhiều thuật là làm cho mọi người kinh sợ, cho là lạ đời, gọi y là thần nhân trên trời. Rồi từ đó nhất nghe lời Giê-xu. Giê-xu thường nói Chúa Trời chỉ là một, nhưng có 3 ngôi. Ngôi thứ nhất là ngôi Đức Chúa Trời, ngôi thứ hai là ngôi Đức Chúa Con, và ngôi thứ ba là Spirito Santo. Bản ý Giê-xu muốn tự xưng là con Chúa Trời nhưng chưa dám nói ra. Đến bây giờ ngầm sai môn đồ trước tiên đi rỉ tai từng người nói rằng: Vị thầy thiêng liêng của chúng ta chính là Chúa ngôi hai, con Chúa Trời ấy.
Nhưng vì khiêm tốn nên thầy ta không muốn nói thật, chỉ thi thố phép thuật huyền diệu để cứu người mà thôi. Nếu không thì những phép lạ biến hiện kỳ ảo kia người thường làm thế nào được? Rồi đó Giê-xu kín đáo dò hỏi môn đồ lòng dân thế nào. Môn đồ đều nói những kẻ ngu dốt đều tin phục cả, còn những người cao minh thì hãy còn cứng lòng. Giê-xu mắng rằng: ta đây đâu phải là kẻ lừa người, các ngươi hằng ngày chung sống với ta mà còn không biết ta là ai, huống chi là các là người khác. Các môn đồ đều tạ lỗi, hứa từ nay xin dốc lòng đi dụ đạo. Đến bây giờ Giê-xu thấy dân chúng phần nhiều đều gọi mình là thần thánh trên trời. Và lại năm ấy phép cưới Matrimonito thi hành đã rộng, đi đến đâu cũng thấy nét mặt của dân đạo đã trở nên ngu thộn. Giê-xu biết cõi tâm của họ đã mê đắm, bị dò nạt lừa phỉnh đã sâu. Giê-xu bèn bảo rằng: Chúa trời thương xót người đời phạm nhiều tội lỗi, sau khi chết ắt bị đày xuống địa ngục, cho nên sai ta giáng thế đặt định các phép tắc để dạy bảo. Ta quả thật là ngôi hai con Chúa trời đây. Đàn ông đàn bà đều quỳ quái lạy hô to: con Chúa trời giáng sinh. Giê-xu ngồi ở trên cả mừng. Đó là năm Giê-xu 30 tuổi. Sau khi tự xưng là con Chúa trời, Giê-xu nói năng giáng dõng dạc quát mắng dân chúng rằng: từ nay trở đi đàn ông đàn bà các ngươi không phân biệt tuổi tác cao thấp, tới ngày nọ đều phải đến đông đủ để bái yết Chúa trời. Đức Chúa con sẽ làm con phim ma xong cầu nguyện cho các ngươi được hưởng trường sinh. Đến khi ấy Giê-xu đã giàu có lắm, bèn tự làm ra một chiếc mũ hình sao gọi là mũ triều thiên. Chiếc mũ ấy nhỏ mà cao, bốn phía đều có dải tua, lại may một chiếc áo choàng màu đỏ có đính ngọc châu. Áo này là kiểu áo thụng, không có tay, đằng trước đằng sau đều có đính những hạt ngọc xanh biếc lấp ánh lấp lánh như sao. Lại là một cây gậy bạc gồm nhiều đoạn ngắn lồng với nhau mà thành. Giê-xu lại ngầm lấy lá bạc hà sắc thành cao rồi hòa với dầu, gọi là dầu thánh sống. Đến ngày lễ, Giê-xu họp dân đạo ở nhà thờ, bảo mọi người đứng cả ở phía sau. Giê-xu mặc áo đỏ, đội mũ triều thiên, tay cầm cây gậy bạc, ngồi trên chiếc ghế cao đặt trước bàn thờ Chúa. Bàn thờ Chúa Trời quay lưng lại phía mọi người, tự xưng là thay Chúa hành đạo. Hai môn đồ, một người bưng bát dầu thánh đứng gần bên phải, một người cầm tấm khăn lụa đứng nơi xa về phía bên trái. Dân đạo theo thứ tự bước lên chắp tay quỳ trước. Giê-xu giơ tay phải vệt dầu bôi lên trán từng người, miệng khấn nhẩm 3-4 tiếng, đưa tay trái thoa nhẹ lên má người ấy rồi bảo đi ra phía bên trái. Người môn đồ đứng bên trái cầm khăn lau vết dầu trên trán người vừa làm lễ xong. Xong lễ, Giê-xu bảo cho mọi người biết phép ấy chỉ làm một lần cho một đời người, nếu nhầm lẫn làm lại lần nữa thì linh hồn bị đày xuống địa ngục. Phép lễ con phi ma xong bắt đầu từ đó. Và cũng từ đó Giê-xu công nhiên tự xưng là con Chúa Trời. Sau khi đặt danh hiệp tôn quý, thấy phong tục trong nước thời Chúa Trời nhưng chỉ làm lễ vào ngày đầu tiên trong tuần, Giê-xu bèn đặt ra phép ngày nào cũng làm lễ cầu nguyện, nhưng lấy ngày đầu tuần làm ngày chính trọng. Rồi đó muốn cho các nơi khác mau chóng nhận biết mình là con Chúa Trời, một hôm Giê-xu dẫn môn đồ đến làng Bethany, lén vào xem trộm thầy cả đang làm lễ ở làng ấy. Thấy trên mâm bày đồ tế thịt mà ở bên ngoài bày nhiều chảo súp lớn, Giê-xu giơ chân đá nhào chiếc ghế có đặt nồi súp, cất tiếng mắng rằng: chỗ ngự trị của cha ta, bọn các ngươi sao dám bày trò bất kính? Đoạn lại quát: cha ta đâu phải hạng quỷ thần tạp nhạp, các ngươi đem đồ thịt đến tế lễ như trò đùa vậy. Bây giờ hơn 200 dân làng từ dự tế âm âm tức giận ùa tới tóm cổ Giê-xu mà hỏi: mi là người ở đâu? Giê-xu đáp: ta là con Chúa Trời. Mọi người đều reo to, thì ra là tên yêu quái Giê-xu. Này thấy mặt yêu quái Giê-xu đây rồi. Thầy cả sai nọc
Giê-xu ra đánh và bắt luôn cả hai môn đồ của y, trói gô lại đem giam trong nhà thờ, đợi giải lên huyện Trịnh Quang. Sau đó dân các làng theo đạo Giê-xu nghe tin chạy tới khóc lóc van xin. Sau một ngày chung nhau được 30 nắng vàng đem đến nộp chuộc, thầy trò Giê-xu mới được tha về. Con Chúa Trời đi qua làng Bruser, đàn ông đàn bà trong làng tranh nhau ra đón. Giê-xu ân cần thăm hỏi mọi người. Tối hôm ấy dân làng hơn 100 người kéo đến xưng tội với Giê-xu. Người các làng gần đó cũng đem lễ vật đến biếu. Hào trưởng làng ấy vốn ghét Giê-xu, bèn đi báo với quan sở tại, rồi dẫn tuần phu cùng đi với quân lính về làng quay bắt được thầy trò Giê-xu. Quan sở tại thấy Giê-xu thân hình to béo, mặt mũi phì nộn, râu rậm xồm xoàn, thì bật cười và nói rằng tiếng đồn quả không sai. Nói đoạn bèn hỏi tội Giê-xu, sai lính nọc ra đánh một trận đòn no chán, rồi nhân lúc trời tối khuyên vứt lên đống tro phân tro ngoài đồng. Đã thế Giê-xu còn cười gượng nói với môn đồ, đời người ta quyến dắt là phần hồn, còn phần xác thì sau khi chết dẫu sang hay hèn cũng thành tro tất cả, chẳng cần phải đậm lòng. Do tích ấy cho nên ngày nay có cuộc lễ gọi là lễ tro. Hôm làm lễ ấy, cố đạo lấy bát đựng đầy tro rưới nước phép vào, truyền cho các con chiên vào quỳ phía trước, rồi lần lượt rắc lên đầu mỗi người một nhúm tro, khấn nhẩm rằng thuở trước Chúa Trời lấy đất vắt thành người, sau khi chết thể xác lại trở về với tro đất. Các cố đạo nói và làm như thế để cho người ta không quên phần xác sau khi chết vậy. Như vậy sự thật việc ấy thì bọn họ giữ kín không nói ra, đời sau làm lễ cho là theo tích chuyện ấy. Lại xét lời khấn nhẩm chẳng phải là lời của Giê-xu, mà do giáo hoàng của người Tây Dương đời sau đặt ra. Mỗi lần rắc tro lên đầu con chiên, cố đạo lại niệm rằng tro đè đầu người, lòng người được nguội lạnh. Lễ xong lại lấy một bát lớn đựng đầy tro, đọc lời niệm rằng rắc tro này, lòng người được nguội như tro đất, rưới nước thánh vào, rồi bảo người ở nhà không đến được thì những ai hiện có mặt ở đây sẽ lĩnh về một ít, bảo họ tự rắc lấy để được nhiều may mắn. Mọi người sớm đến lĩnh tro đem về. Cho nên ngày nay trong ngày lễ ấy, dân đạo dẫu đến nhà thờ hay ở nhà đều bị tro đè đầu. Đó là cái phép của bọn cha cổ Tây Dương nhân sự việc mà đè nản người ta. Nếu không phải vậy thì cái chuyện người ta sau khi chết trở thành tro bụi ai mà chẳng biết, hà tất phải rắc tro làm gì? Lại một lần khác, Đức Chúa Con cùng với môn đồ đến một làng gọi là làng Liễu. Dân làng tranh nhau đem chiếu vải ra rải đường nghênh đón, ai nấy đều cầm một cành liễu như cầm cờ hô to: vua trời đã tới, chúng tôi xin phát cờ liễu ra nghênh đón. Giê-xu cảm mừng, giơ tay vẫy chào rồi nói: Ngồi xuống, ta sẽ làm phép ma công phin ma xong, cầu thọ cho các ngươi. Quan bản hạt hay tin, bí mật sai quân về bắt. Dân làng biết tin, vội đến báo cho Giê-xu biết. Ngay đêm ấy, con Chúa Trời tìm đường tẩu thoát. Quan bản hạt nổi giận, cho bắt trói hào trưởng làng để tra hỏi. Người làng phải xuất quỷ chung 50 quan để lo lót. Quan mới cho thôi ra tra khảo. Thế là dân tả đạo tụm năm tụm ba nói rủa quan hạt rằng hạng người ấy chết xuống địa ngục cũng chẳng ai thương. Viên quản hạt nghe biết cả giận nói: may cho vua trời con chúa nhà bay. Lại nói: nếu có xuống địa ngục cũng chẳng khiến chúng mày phải thương xót. Ngày nay sau lễ tro, kế đến là lễ lá liễu, là vì vậy. Có cái lễ lá liễu. Trong ngày lễ lá liễu, các cha cố bẻ lá liễu ban cho con chiên, đàn ông đàn bà mỗi người một cành, bảo rằng đó là để kỷ niệm về việc Chúa Giê-xu chiếm được cảm tình của dân làng liễu. Con nên cắm vào thánh giá mà đeo ở phía bên trái, Chúa sẽ phù hộ cho con bình yên vô sự. Cha cố chỉ nói thế. Còn chuyện Giê-xu đến làng liễu bị quan dân vây bắt giấu biệt đi không nói tới. Một hôm con Chúa Trời đến làng Nasa Kê bục giảng đạo,
đến làng Nasa kê bục giảng đạo, lời lẽ lưu loát. Dân làng trong tướng mạo Giêsu ai cũng cho là lạ. Những người có học thức trong làng cũng đến nhìn lén xem y là người thế nào. Lúc ấy Giêsu đang thao thao thuyết giáo, xưng tao xưng mày với dân làng nhiều lần, nên nêu tên những người tài giỏi ở các nơi mà chê bai cho là còn kém mình. 40 năm trước ở làng Nasa có Inga Tio và 8 người khác có công đức được dân làng lập miếu thờ phụng. Mấy người có học nhân đó hỏi Giêsu: thầy có biết tên thánh làng chúng tôi là Ingato không? Giêsu đáp: các ngươi chẳng hiểu ta chút nào. Nay ta bảo các ngươi, từ khi chưa có Ingatio thì đã có ta rồi, sao ta lại chẳng biết? Nghe Giêsu trả lời như vậy, mấy người kia bừng giận mắng rằng: gã yêu tà điên rồ kia, ngươi mới 30 tuổi sao dám bảo là sinh trước Ingatio của chúng ta? Nói đoạn bèn giống trống hô người bị bắt. Thầy trò Giêsu tháo thân bỏ chạy tán loạn, dân chúng nhặt gạch đá tới tấp ném theo. Giêsu bị thương rách mặt, máu me đầm đìa, dân làng đuổi theo không kịp, Giêsu chạy thoát, chỉ tóm được 4 gã môn đồ. Dân làng xúm lại đánh cho một trận đòn như tử rồi trói giam. Dân tả đạo các làng nghe tin bèn bảo nhau chung tiền, trong chốc lát được 560 quan đem đến xin chuộc mạng. Vì vậy ngày nay lễ lá liễu, kế đến là lễ ném đá. Các cố đạo bảo rằng các ảnh và tượng Chúa đều phải che bằng khăn vải, còn việc Giêsu bị ném đá rách mặt thì tránh không nói đến. Nhớ nha quý vị các bạn, lễ lá liễu kế đến là lễ ném đá. Lễ ném đá này không phải ném cho một người đàn bà đã có chồng mà đi lang chạ, mà chính là ném đá cho Giêsu. Ném đá Giêsu. Tiếp tục, người làng Bethany là Đồ Ngô Na và Dữ Nô bắt trói Giêsu ở chợ, vừa đánh mắng vừa bài bác các thuyết giáo của y. Tu Gô Na là con của Sari, Đu Nô là con của Anô. Cả hai người đều căm tức Giêsu vì lúc trước y đã rủa cha mình là không tin Chúa thì tai họa liền ngay trước mắt. Nay nghe tin Giêsu trốn tránh trong bản hạt, hai người luôn đêm dẫn tuần binh đinh đi khám xét, bắt được Giêsu và 4 môn đồ, trong đó có cha Giêsu là Giuse và Giuđa. Sáng hôm sau bọn họ trói Giêsu đem ra giữa chợ, lần lượt nêu lên các thủ đoạn của Giêsu, giơ gươm chỉ vào mặt mà bài bác cho mọi người ở chợ cùng hay biết. Rồi đó bảo Giêsu rằng: tội ngươi thì quá lắm, chẳng riêng gì hai tội tím sưng và phế bỏ thờ cúng. Nay bọn ta bảo cho ngươi biết, ngươi bảo Chúa Trời có 3 ngôi, vậy ngươi đã từng trèo lên trời chưa mà biết được? Đó đã có con thì có cháu, cho đến ngươi hẳn đã có hàng ngàn đời con cháu rồi. Nhưng Chúa Trời chết bao giờ mà con cháu dám nhảy lên thấy? Những cái tên như Phirito, Santo, Adam, Eva, Thiên Thần, Lucifer đều là do ngươi bịa ra để lừa dối, mê hoặc dân ngu. Cha ngươi là thợ mộc, mẹ ngươi là kẻ khâu vá thuê. Hai người ăn nằm với nhau sinh ra ngươi, sao ngươi lại dám nhận là con Chúa Trời? Giả phỏng ngươi là con Chúa Trời thì sao ngươi không bay xuống thế gian giữa ban ngày ban mặt mà phải nhờ vào hai người kia sinh ra? Còn như việc có sống thì có chết, ấy là lẽ xưa nay vẫn thế. Sống thì phải nuôi, chết không phải nuôi thì phải có thể có tế lễ thờ cúng, như thế là để phân biệt với loại chó má vậy. Nay theo ý ngươi thì sống không nuôi dưỡng, chết không thờ cúng, ngươi đúng là loài chó má. Ngay trong thời đó người ta đã chửi rồi nha, đã chửi Giêsu rồi. Cho nên không biết người thân, ngươi đã bỏ thờ cúng tổ tiên ông bà, lại muốn người khác cũng theo ngươi mà bỏ việc thờ cúng người thân của họ ư? Chỉ có những kẻ ngu dốt quá lắm mới a tòng theo loài chó má như vậy. Ngươi lại nói thể xác ngươi, thể xác người ta là vật hèn mọn, vậy sao ngươi
cũng phải mang cái thể xác ấy, lại còn làm lễ liệm xác, quy lăng, điển tán làm chi? Người nói cuộc đời trần thế chỉ là vui giả, sao người chẳng biết quách đi, chẳng chết quách đi cho thoát kiếp trần gian? Người lại nói thiên văn địa lý đều là chuyện vu vơ chăng? Đó là công việc của những người có học thức, người làm sao mà ngăn trở được? Người nói chú trời lấy đất vắt nên người, cho nên sau khi chết người ta lại trở lại đất. Thế thì tại sao cây cỏ súc vật không do đất nắng vắt nên mà sau khi chết cũng biến thành đất? Thiên đường nếu có thật thì nên cho những người hiền lành, điều thiện, đàng hoàng bay lên giữa ban ngày, ban mặt để làm gương, khuyến khích kẻ khác. Tại sao lại phải đợi sau khi chết mới cho lên? Địa ngục nếu có thì phải dùng để trừng phạt cái ác, hất cho rớt xuống đó trước mắt mọi người để răn đe những kẻ cùng bè đảng. Cần gì phải đợi sau khi chết mới đày xuống? Người nói ai theo đạo của người thì được giàu có, sống lâu. Cứ như ta thấy thì nhiều người không theo đạo của người mà vẫn giàu có, sống lâu. Người nói mọi việc đều chú trời sai khiến, Vậy thì ngươi ốm đau bệnh tật cũng chỉ là do Chúa xui khiến phải thế. Sao ngươi lại dám bốc thuốc chữa bệnh để làm trái ý Chúa trời? Ngươi nói xưng tội thì được giải tội, vậy thì cần đứng trước bàn thờ xưng thầm với Chúa là đủ. Cần gì phải có mặt ngươi để cho ngươi cùng nghe những chuyện bẩn thỉu nữa? Ngươi đặt ra phép một vợ một chồng, chẳng may người ta không có con nói giỏi cũng không được lấy vợ khác, ấy là cái tội của ngươi dứt tuyệt nòi giống của người ta. Ắt phải đầy ngươi xuống địa ngục, ở giữa nơi đông người. Ngươi bảo đôi vợ chồng mới cưới úp tay vào nhau, sao ngươi không bảo họ úp hẳn người lên nhau để ngươi xem cho khoái? Ngươi nói thằng thánh không ăn được, sao tế Chúa trời ngươi lại dùng bánh dùng rượu? Ngươi cấm không cho người ta cúng quái, vậy ngươi làm lễ há chẳng phải là cúng bái hay sao? Người nói trên trời có thiên đường, nhà của trời, vậy ngôi nhà ấy lấy gỗ ở rừng nào, do bọn thợ nào dựng lên, từ năm nào? Bây giờ Giê-xu mới trả lời rằng phép của Chúa trời tự nhiên mà thành, không cần đến sức người. Tugona và Duno lại hỏi, nếu là tự nhiên thì tại sao bắt người lại phải dùng đất? Đã phải dùng đất thì chưa phải là thần linh. Giê-xu bí lẽ không thể trả lời được. Hai người kia lại hỏi, người nói Chúa trời có một vị, nhưng lại nói có ba ngôi. Đã một vị lại ba ngôi, đã nói chết lại được giải thoát mọi nỗi cực khổ ở thế gian, lại nói chết do Chúa trời trừng phạt, thật là đảo ngược xoay xuôi, rắc những lời xảo trá lắc léo. Loài chó má thế mà còn thật thà, chứ như ở mồm ngươi thì không được một chút gì là sự thật. Những điều bọn ta nói đây là cốt để cho những kẻ ngu khờ nghe thấy mà tự tỉnh ngộ. Rồi đó bọn họ trói giam năm ngày đêm, cứ mỗi ngày đem ra một bát một lẻ, bài bát một lẻ lại cho nếm một trận đòn, sau mới thả ra. Xét xử ký nước Giu-đê nói rằng Giê-xu căm giận người làng Bê-ta-mi, cho rằng dân làng ấy khó dụ dỗ nên mê hoặc, bèn xúi dục dân làng Sa-môn đào giếng cắt yểm mạch đất quý của làng ấy đi. Tugona và Duno xét hỏi, biết việc ấy là do Giê-xu xúi dục, cho nên mới đánh Giê-xu một trận cho biết nhục. Thì quyển thứ hai đã hết. Cho nên thành thứ ra ngày nay là bọn linh mục nó cũng điếm xảo, nó cũng xảo trá giống như thế. Thì những cái bọn nào mà theo đạo Giê-xu, những con chiên nào theo Giê-xu thì ráng cố mà nghe, cố mà biết được sự thật của nó như thế. Tại sao cái quyển sách này là bà lại bị giấu nhẹm và được triệt để không còn ở trên thế gian? Tại vì đó là quyển sách nói về sự thật của Giê-xu. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau.